Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2010, có khoảng 60 người biểu tình tại trước Tổng lãnh sự quán Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi sau đây. Sau đây là lời phát biểu của ông Nguyễn Phú, đại diện cho ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2010, ngày mai là ngày 1 tháng 10, tức là ngày gọi là quốc khánh của Trung Cộng. Thế mà bài lũ Việt Cộng dám lấy cái ngày này để làm lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Thật lòng được ô nhục và đê hèn. Vì thế chúng ta phải có mặt ngày hôm nay tại trước lãnh sự quán của Trung Cộng tại San Francisco để lên tiếng phản đối bản bá quyền Trung Cộng. Về lý do ra thông báo của biểu tình này chỉ có vài ngày trước đây, ông Võ Đại giải thích như sau. Sở dĩ mà có cái thông báo chậm trễ vì chúng tôi chờ đợi để có một cái sự chống đối của các hội đoàn ở đây, nhưng vì chờ đợi có hạn là tự bắt buộc cấp rút chúng tôi phải làm. Cuộc biểu tình ngày hôm nay của Ủy ban Chống Cộng Bắc Cali chúng tôi tổ chức cùng với đồng bào tất cả từ San Francisco, Oakland, San Jose và những vùng lân cận. Thì chúng tôi tới đây để mà phản đối. Thứ nhất là chúng tôi đã đến tòa lãnh sự của Trung Cộng. Và bây giờ thì chúng tôi đến trước tòa lãnh sự của Việt Cộng để phản đối cái gọi là tổ chức hội ngàn năm Thăng Long do bọn Việt Cộng Hà Nội đã đứng ra để tổ chức. Bọn chúng đã lựa vào đúng ngày quốc khánh của Trung Cộng để chúng tổ chức ngàn năm Thăng Long. Đó là một sự sỉ nhục đối với tất cả đồng bào Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Nhà nước muốn chúng tôi là Việt Kiều yêu nước, nhưng mà nhà nước lại đi yêu nước Trung Cộng. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng, cho nên ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để phản đối Việt Cộng bán nước cho Tàu Cộng. Năm nào tôi cũng cứ đến cái mùa này là tôi ra đây để mà biểu tình chống lại bọn Trung Cộng và bọn tay sai Việt Gian Cộng sản. Cái mục đích chúng tôi ra đây là chúng ta phải nói lên tiếng nói để cho mọi người biết rằng và Đảng Cộng sản biết rằng chúng không thể nào tiếp tục làm tay sai bán nước. Và bây giờ thì đang đứng ở ngay tòa đại sứ của Cộng sản. Có một cái điều mà tôi thấy rằng họ rất là hèn nhát, họ chỉ ở trong đó và không dám ra mà đối diện với chúng tôi. Ngày nào còn Cộng sản thì ngày đó chúng tôi, dù một người, hai người hay là một mình tôi cũng vẫn chống cho tới cùng. Thay thế cho những người dân thấp cổ, bẻ miệng ở trong Việt Nam không nói lên cái nguyện vọng của mình được. Cuộc biểu tình kết thúc vào lúc 1 giờ 10 cùng ngày. Mỹ Lợi, tường trình từ Bắc Cali, xin thân ái kính chào quý vị. Của Trung Cộng. Và bây giờ thì chúng tôi đến trước tòa lãnh sự của Việt Cộng để phản đối cái gọi là tổ chức hội ngàn năm Thăng Long do bọn Việt Cộng Hà Nội đã đứng ra để tổ chức. Bọn chúng đã lựa vào đúng ngày quốc khánh của Trung Cộng để chúng tổ chức ngàn năm Thăng Long. Đó là một sự sỉ nhục đối với tất cả đồng bào Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Nhà nước muốn chúng tôi là Việt Kiều yêu nước, nhưng mà nhà nước lại đi yêu nước Trung Cộng. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng vì chờ đợi có hạn là tự bắt buộc cấp rút chúng tôi phải làm. Cuộc biểu tình ngày hôm nay của Ủy ban Chống Cộng Bắc Cali chúng tôi tổ chức cùng với đồng bào tất cả từ San Francisco, Oakland, San Jose và những vùng lân cận. Thì chúng tôi tới đây để mà phản đối. Thứ nhất là chúng tôi đã đến tòa lãnh sự. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để phản đối Việt Cộng bán nước cho Tàu Cộng. Năm nào tôi cũng cứ đến cái mùa này là tôi ra đây để mà biểu tình chống lại bọn Trung Cộng và bọn tay sai Việt Gian Cộng sản. Cái mục đích chúng tôi ra đây là chúng ta phải nói lên tiếng nói để cho mọi người biết rằng và Đảng Cộng sản biết rằng chúng không thể nào tiếp tục làm tay sai bán nước. Và bây giờ thì đang đứng ở ngay tòa đại sứ của Cộng sản. Có một cái điều mà tôi thấy rằng họ rất là hèn nhát. Họ này để làm lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Thật lòng được ô nhục và đê hèn. Vì thế chúng ta phải có mặt ngày hôm nay
tại trước lãnh sự quán của Trung Cộng tại San Francisco để lên tiếng phản đối bằng bá quyền Trung Cộng. Về lý do ra thông báo của biểu tình này chỉ có vài ngày trước đây, ông Võ Đại giải thích như sau. Sở dĩ mà có cái thông báo chậm trễ vì chúng tôi chờ đợi để có một cái sự chống đối của các hội đoàn ở đây. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2010, có khoảng 60 người biểu tình tại trước Tổng lãnh sự quán Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi sau đây. Sau đây là lời phát biểu của ông Nguyễn Phú, đại diện cho ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2010, ngày mai là ngày 1 tháng 10, tức là ngày gọi là quốc khánh của Trung Cộng. Thế mà bài lũ Việt Cộng dám lấy cái ngày